không? Anh ơi, tối nay đi tập gym nha. Vậy đó. Thế thôi. Dạ. Nói vậy à? Anh nói anh không thích gái điệu mà em nói chuyện hay nhảo nhảo như cơm nhảo vậy á. Em nói chuyện giọng nhỏ cái tướng em tin cưng cục vậy. Dạ không, tướng em ẻ cho đêm dục luôn. Mà có bà xã ở nhà thì cũng về sớm chút. Không, em gọi cho nó chờ, anh vào 3 ra 7 nên mới về. Đó, cái vậy không được nha. Mỗi lần em gọi nó chào ra, phải là anh không có chịu á, không có được á. Em nói chuyện vậy chứ không phải em điệu, tại cái tiếng em nó vậy á. Trời xanh nó cái giọng mình vậy mà, có gì đâu bình thường. Biết mèo không? Dạ, biết chị. Tắm tắm heo? Dạ biết, tắm mạnh cũng được. Để đi nhậu xỉn thì em tắm luôn. Em tắm như tắm heo vậy đó. Gì mà cười ở dưới cũng cười vậy. Đi gọn gàng quá vậy. Tên gì? Em tên là Trần Thanh Tú. Em 28 tuổi. Em đang công tác tại huyện Thủ Thừa. Công tác gì em? Dạ phụ trách phó công an. Phó công an hả? Trời ơi. Công an hàng chi? Đi ra đi nghiêm dữ. Phó công an. Phó công an xã hả? Dạ. Sao hiền dữ vậy? Xã nào vậy bạn? Ngầu lên chứ. Tại tính em vậy quá anh Linh à. Tính vậy đó hả? Xã nào bạn ơi? Ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. À Long An, rồi lên đây tham gia chương trình rồi về lại Long An. Dạ. À rồi, để hỏi bạn nữ cái. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, anh chào em chào anh Nguyễn Linh và em chào các bạn khán giả. Chào bạn. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Mỹ An, quê em ở Gò Công, Tiền Giang. Hiện tại em đang làm kế toán cho công ty lắp đặt và thiết kế phòng game. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 26 tuổi chị. 26. Ủa vậy là Gò Công, Tiền Giang cũng gần Long An đúng không anh Linh? Sát bên. Có nghĩa là em cũng làm việc ở dưới nhà lắm. Dạ, em làm việc ở Sài Gòn chị. À, làm việc ở Sài Gòn. Dạ. Sở thích của mình là gì? Dạ, sở thích của em là thích nấu ăn mà được cái nấu ăn không có ngon. Nhỡ như em thích giống như là chăm sóc người khác vậy đó. Nhất là trẻ em. Em thích coi phim Hồng Kông lắm chị. Em thích cảnh sát Hồng Kông. Công an Việt Nam cũng giống như cảnh sát Hồng Kông vậy đó. Dữ lắm à. Không có, em thấy em đi mấy lần em chứng giấy tờ công an hay la em. Đồng chí công an xã bên đây đẹp trai vô cùng luôn. Bé dễ thương. Nói công an hay la em đúng kìa. Ủa em làm gì mà bị công an la? Dạ, đi chứng giấy tờ chứng nhiều quá bị la. Ai ơi. Trời dễ thương quá. Đi tâm đi đây phó công an xã rồi. Xưa giờ em có mối tình nào chưa? Dạ em có một mối tình này chị. Quen anh đó một thời gian mới biết là anh đó ly dị vợ mà có hai con nhỏ. Vậy thôi không chịu. Dạ không phải không chịu mà là em rất là thương hai đứa nó. Rồi quen dần dần từ từ em thấy giống như là người ta thương con người ta hơn, mình không có cái gì hết á. Em không đòi hỏi gì, em chỉ cần quan tâm em một chút xíu thôi. Quen một thời gian thì ảnh nói là ảnh không muốn bước tới nữa. Tại vì sợ sau này con anh con em con chúng ta tùm lum tùm la. 4 năm rồi chị. 4 năm nay là không có mối tình nào? Dạ cũng có nhưng mà mấy ảnh thì sao á. Sao là sao em? Thí dụ em đi nguyên tắc đúng 9 giờ em sẽ về. Xong rồi em nói em về, thôi giờ đi ăn với anh đi. Bây giờ đi uống cà phê nữa đi. Em nói dạ không, đừng có ép em vậy, thà em tự giác em đi. Anh công an nghe rõ nha, đi chơi 9 giờ 9 rưỡi thôi nha. Không, anh nghĩ anh công an này cũng rất là kỷ luật, không có gì lo đâu. Mình nói một chút xíu về tình sử của mình đi. Trước đây thì em cũng từng có vợ và đã ly hôn này được 2 năm. Lý do ly hôn thì do là em thì làm công việc của em ở địa phương, lâu lâu cũng về nhà thì từng về 3 ngày. Vợ thì lúc đó thì đang làm bên hướng dẫn viên du lịch, 2 tuần mới về 1 lần. Mà về ngay ngày thứ 2 nên em về không được. Rồi cái lâu ngày cái sinh rồi hai đứa sinh ra cái mâu thuẫn. Rồi cái dần dần cái mất dần tình cảm rồi ly thân rồi dẫn đến cái gì ly hôn. Rồi có con chưa em? Dạ em chưa có con. Bây giờ mình muốn tìm người phụ nữ như thế nào? Hiểu cái công việc của em. Em thường đêm đi từng đêm hoặc là nhiều khi em đi học cả tuần những mới về. Ráng ở nhà dưới nhà giùm, đừng có đi đâu. Rồi biết quan tâm em khi em mệt, hơi nhậu nhiều quá. Trời, nhậu nhiều hả? Tại vì em ở cấp xã thì phải thường xuyên xuống dân. Nằm ở xuống dưới thì người ta rủ hơi nhiều. Rủ nhiều thì cứ uống về thì mệt. Nãy em nói ly hôn thì em cũng không ngại đúng không? Dạ. Anh này cũng được, cũng chưa may mắn, chưa có con nên không có con anh con em gì hết. Dạ. Bây giờ trước mắt là thí dụ như về ảnh công an chắc anh cũng khó thay đổi chỗ làm. Em có đi về bên này làm dâu được không? Dạ được chứ chị, nếu ở dưới có công việc phù hợp với em thì em cũng sẵn. Rồi ở xã người ta thiếu gì công việc người ta bố trí cho. Chung em về em làm trưởng công an. Rồi cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai là về đó ảnh nhậu nhẹt nhiều hay đi đêm vậy đó. Em có ý kiến gì em nói dạ, chuyện ảnh em cũng thích người đàn ông của em là phải biết nhậu đó. Biết thôi nhưng mà đừng có nhậu nhiều quá. Em có nhậu không? Dạ không. Này ảnh biết ảnh nhiều chứ không có chút. Dạ nhiều thì em cải tạo từ từ không sao đâu. Trời ơi, ta công an mà phải dùng từ bả cải tạo người ta luôn. Trời. Em thích mẫu người đàn ông như thế nào? Nói chung thì không đẹp trai cũng được nhưng mà phải cao hơn em xíu, mập tròn tròn, đừng có ốm hơn em quá. Dương, chào các bạn. Mặt vậy mà anh nói nghiêm gì anh Linh? Mặt dễ thương mà nghiêm gì? Nếu mà được bao lâu thì tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu mà được thì chắc năm sau chị. Có chuẩn bị gì chưa?
thì giờ có cái gì tiết lộ cho tôi nghe để mình làm sao mình phải hấp dẫn người ta để mà người ta bỏ công ăn việc làm ở trên thành phố người ta về người ta làm dâu mình. Thì nếu mà về công việc á thì là em có thể xin cho công việc là gần ở nhà, tại nhà cũng có gần nhà có khu công nghiệp. Rồi giờ về là ở đâu? Giờ là ở chung với ba mẹ. Ba mẹ cũng làm nông với lại là chăn nuôi heo á. Chăn thì heo thì ít. Nuôi heo. Nhưng mà phải phụ ba mẹ phần đó. Có thích bạn gái mập mập không? Dạ, chị thấy con này không? Con nó gì dạng voi hả? Dạ, em thì thích bạn nữ thì nhỏ nhắn cũng được hay là mỉm mỉm cũng được. Thì chủ yếu là quan tâm em là được. Không thích cái điểm gì á người phụ nữ? Điệu quá, hay đánh đá. Phụ nữ phải điệu mới đẹp chứ. Điệu quá mức, ví dụ đang nói cái eo quá thì em khó chịu. Eo là sao? Ví dụ đang đứng dậy cái eo nghiêng qua anh ơi này kia được cái kỳ. Nó làm điệu là, đâu. Anh ơi, tối nay đi cần phim nha. Vậy đó không? Khỉ không? Dạ. Nổi da gà. Yên tâm. Chị tác vào coi chắc không được quá. Sao vậy? Ảnh nói anh không thích gái điệu mà em nói chuyện hay nhão nhão như cơm nhão gì á. Em nói chuyện giọng nhão mà cái tướng em có dạ không, tướng em mà ẻo cho đêm dục luôn. Dễ thương mà, đâu có sao đâu. Anh kia rất là dễ tính. Ảnh dạ. Sống có kỷ luật, có nề nếp, có giờ giấc. Có đề tại vì đúng là đi về với dân thì mình cũng phải uống chút xíu thôi. Nhưng mà có bà xã ở nhà thì cũng về sớm chút. Còn em gọi thì phải chờ ảnh vào 3 ra 7 cái gì vậy. Đó, cái vậy không được nha. Mỗi lần em gọi phải chào nha, bảy là anh không có chịu đó, không có được á. Mà tại em nói chuyện vậy chứ không phải em điệu, tại cái tiếng của em nó vậy á. Trời xanh nó cái giọng mình vậy mà, có gì đâu bình thường. Biết nuôi heo không? Dạ, biết chị. Tắm tắm heo? Dạ biết, tắm ảnh cũng được. Trời ơi. Dạ đi nhậu xỉn thì em tắm luôn. Em tắm như tắm heo vậy đó. Này cũng được. Dễ được. Không phải dễ thương. Mình mà. Có đi với người thân nào không em? Hôm nay mình dạ có được. Em đi với em gái. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Dạ thì theo cảm nhận của em thì em thấy anh này hiền, chững chạc, thật thà. Nhưng mà con gái thì em nghĩ là phải điệu đà với lại dịu dàng. Ảnh thì không thích điệu đà. Không, ảnh không thích dẹo đẹo thôi. Không đến nỗi nào đâu. Mà em nghĩ là cái đó là cái nét dễ thương của chị em. Rồi anh công an có người nào đi theo ủng hộ mình không? Dạ có người em làm chung cơ quan. Công an luôn hả? Dạ cũng công an. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và dạ. Chị Cát Tường. Nãy giờ ngồi đây cũng có quan sát cho bạn nữ thì thấy cũng có điểm hơi giống nhau. Bạn nữ ở đây biết nấu ăn, giờ bạn Tú cũng biết nấu ăn, làm mồi cũng rất là ngon. Biết tắm heo nữa. Yeah. Theo em nghĩ thì tấm màn kéo lên á, bạn của em sẽ đồng ý. Nói chung là bạn nữ ở đây cũng rất là hiền lành và xinh. Nếu mà bạn bên kia rất là mũm mĩm, mấp mép. Bạn gặp bạn sẽ mê mà. Nào kéo màn lên, chúng ta sẽ có 2 phút để nói chuyện với nhau. Dạ em chào anh. Dạ em cảm ơn anh. Anh thấy em sao? Thì cũng hơi xinh. Hơi thôi hả? Không hơi xinh thiệt. Dạ em thấy anh thì nhìn cũng cao, đẹp trai á, giống như diễn viên phim Hồng Kông. Nói chung thì nói anh nói không thích điệu thì không phải như em gái nói thì đừng có quá mức thôi chứ còn... Em nói quá mức đâu, em có cái chiêu dỗ ngọt người khác nữa đó. Cái đó là anh thích nhất. Anh giận em dỗ à. Ai giờ mà dỗ ngọt cái là anh chịu. Cái vụ tắm anh giống tắm heo đó anh thấy sao? Anh chịu giống vậy không? Anh đi nhậu vậy em tắm anh giống như tắm heo vậy anh chịu không? Thôi để anh tự tắm cho chắc ăn chứ tắm heo phải ra dội dịch nữa. Linh thái làm sao đi cười dữ. Con dễ thương mà. Nếu giờ mình hợp nhau thì em có thể là chừng nào tính tới không nha? Thì quan trọng là do bên anh thôi. Anh hỏi cưới thì tất nhiên phải chịu rồi. Vậy giờ anh hỏi rồi anh chịu luôn hả? Em phải về em hỏi ba má em nữa. Tưởng đâu em chịu luôn. Nếu mà lỡ mà có gây nhau, bỏ gì dưới ở không? Không, em không có gây đâu. Bảo đảm với anh luôn. Mà em được có cái em giận dai lắm. Anh chịu được cái giận dai của em không? À thường mà nếu mà giận dai thì thấy trong phim nó hung cái hết. Em không có hung. Dạ. Ví dụ anh đi nhậu đúng không? Anh nhậu 10 lít đúng không? Em mua 30 lít gì cho anh nhậu, nhậu hết luôn đó em hết giận anh. Đấy anh thấy anh sao được không? Nếu cái đó về mở rượu luôn á. Lấy độc thì độc. Dạ. Em thấy anh sao được không? Dạ em thấy anh cũng được, hiền, dễ thương mà với lại công an nữa, nguyên tắc là em chịu. Tại vì em mà sống nguyên tắc. Em đi chơi đúng 9 giờ là về nha anh đừng có nèo nèo thêm 5 phút nữa nha, em đi về liền luôn á. Vậy thôi vậy để anh đưa em về chứ đừng đi bộ, tội nghiệp anh. Trời dễ thương ha. Dễ thương. Đưa về thì đưa em nói ok đưa em tới đây thôi. Nhưng mà đừng có nhèo nhẹo là em không có thích.
đưa tới đây thôi là sao? Ví dụ hồi chút trước em cũng có quen một anh cũng đưa em về, em nói thôi đưa em tới hẻm em đi bộ vô được rồi, em sợ ba em la không được, anh phải đưa em vô nhà, vô nhà em thấy vô nhà mới được, mà đứng nói hoài nó một tiếng đồng hồ luôn, em không thích vậy. Mà kỳ vậy, bây giờ người ta quen nhau, người ta tiến tới hôn nhân, người ta công an, người ta đàng hoàng thì người ta tới nhà là người ta thật tình ta mới tới nhà chứ. Thì anh thì tới nhà được. Ờ. Anh kia không được hả? Dạ. Rồi chúng ta để tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ, quyết định xem chúng ta có đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Một, hai, ba. Hết thời gian. Sao bên đây lên đỏ rồi bên kia? Ủa? Uống hồn. Sao bằng nam? Cảm giác em hết hồn. Hết hồn. Cảm giác em sao? Cảm giác em bình thường thôi chị. Nếu anh không bấm thì em cứ nghĩ là lên đây thì em biết thêm một người bạn thôi, không sao. Anh bấm nhiều lắm mà. Anh sao? Thấy tay rồi. Sao không kịp? Bây giờ mình nắm tay nhau một cái đi. Đâu? Rung quá vậy? Trời sao rung dữ vậy? Ai rung? Lần ngắt à? Dạ em chắc em tại em nhát quá. Nhát hả? Rồi chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây, những chiếc vé xem phim. Các bạn sẽ có thời gian để tìm hiểu thêm và mong đón nhận tin vui của các bạn. Khóa cặp này rồi nha. Dạ. Dễ thương nè. Trời ơi, em nhìn ảnh mà cái mép anh giật nè. Cái gì vậy? Cái gì? Căng thẳng quá. Căng thẳng quá. Rung quá. Đừng có nói nhìn xong rồi ảnh chọn các đường nha. Dù sao cũng cảm ơn em rất là nhiều. Bởi vì em đã đưa chị lên làm cái mẫu người phụ nữ lý tưởng của em. Dạ. Cảm ơn em. Hình như bạn hơi căng thẳng đúng không? Ôi cứ ngồi đi. Sao mà mới xuất hiện mà khán giả đang cười dữ vậy? Căng thẳng quá. Trời ơi. Sao rung vậy? Anh tên là gì? Anh tên là Nguyễn Đức Minh Tuấn. Nguyễ Đức Minh Tuấn. Dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay em 31 tuổi. Bạn đang làm nghề gì? Em đang kinh doanh. Kinh doanh? Dạ. Kinh doanh về... em mở quán cà phê. À, mở quán cà phê. Dạ. Bạn làm chủ quán cà phê. Dạ. Rồi, mời bạn nữ đi. Và bây giờ, mời em. Wow. Rất là trang nhã. Ấn tượng đầu tiên hết sức là trang nhã và lịch sự. Chị chào em tên gì? Dạ, em tên Hoàng Ngọc Kim Khánh. Kim Khánh? Dạ. À, Kim Khánh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 28 tuổi, em già rồi. Bên kia tới 31 tuổi lắm em. Dạ. À, mình không già, mình còn rất trẻ. Khánh hiện nay đang làm gì? Dạ em cũng là kinh doanh tự do chị. Doanh tự do, dạ. Có nghĩa là? Em có một cái shop bán đồ con nít. Đồ trẻ em? Dạ. Một bên bán quần áo trẻ em, bên bán cà phê. À, tôi xin hỏi bạn Tuấn nè. Hình như bây giờ bạn vẫn đang căng thẳng đúng không? Dạ cũng hết rồi anh. Hết rồi hả? Dạ. Đã hồi hộp chú. Hơi hồi hộp chút xíu. Hồi hộp chút xíu, trời ơi, còn hai cái tay này ngồi dịnh đâu có cứ ngắt không rồi. Bạn ngồi giờ không yên luôn á. Bạn có biết tại sao lý do bạn căng thẳng không? Chắc là hồi hộp không biết bên kia làm sao. Theo bạn là bên kia làm sao? Trong đầu bạn nghĩ bên kia làm sao? Có hồi hộp giống bạn không? Không. Không hả? Dạ. Thấy vậy là bạn yếu quân quý hơn bên kia. Dạ. Vậy tiêu chuẩn của bạn như thế nào? À, một bạn gái dễ thương, quyến rũ. Quyến rũ? Quyến rũ là theo kiểu nào? Quyến rũ về mặt ngoại hình là... Dạ, ngoại hình. Ngoại hình sao? Sexy chút. Sexy là sao em nói rõ cái sexy chị nghe coi nó bạn có thể nói quá. Sexy là như thế nào? Ba dòng cân đối. Ba dòng bự và đều bằng nhau luôn. Không có. Từ cân đối này nó khó hiểu lắm mà anh Linh à. Em muốn nó cụ thể một xíu. Cân đối với chị Cát Tường được ạ. Trời ơi. Chị Cát Tường cân đối dữ rồi nha. À, chị cảm ơn em, chị cảm ơn em. Chị bắt đầu có thiện cảm về em rồi đó. À, bây giờ để chị hỏi bạn bên này nha. À, em ơi, em kinh doanh về quần áo trẻ em. Chị nghĩ em là thích con nít đúng không? Dạ. Em nghĩ sau này nếu mà em lấy chồng thì em nghĩ em sẽ đẻ bao nhiêu đứa con? Nói chung là em thì em không có tiêu chuẩn là đẻ bao nhiêu. Cứ sanh được bao nhiêu thì cứ sanh thôi. Nhưng mà em nghĩ khả năng của anh xe của em là sanh được tối đa là bao nhiêu? Cái đó em không biết được gì. Tại vì em biết tại sao chị hỏi em như vậy không? Chị nhìn bên ngoài của em, bề ngoài của em là một người phụ nữ rất là chững chạc. Yeah. À, đối với chị em rất là đầm thắm, rất là thùy mị. Em là hội đủ những cái tiêu chuẩn của một cái người vợ lý tưởng. Vậy thì em chia sẻ cho chị tại sao mà đến giây phút này em vẫn chưa tìm được một cái người bạn đàn ông cho riêng mình. Em nghĩ chắc có lẽ là duyên chưa tới. Cũng có
yêu nhưng mà rồi không thành. Là em hy vọng là trải qua chương trình này em sẽ tìm được một nửa thật sự của mình. Chị cũng chúc là hy vọng của em sẽ thành sự thật. Dạ. Nhưng mà trước khi mà nó thành sự thật thì em có thể nói rõ hơn nữa cái tiêu chuẩn người bạn trai của em là như thế nào? Em quen ai thì em chỉ biết một người thôi, hơi bị lụy và tình yêu một tí. À. Nhưng mà nếu mà khi mà em thấy không được thì cả như em cũng nói thẳng thắn dạ. Chấm dứt, được là tiến tới là tìm hiểu nhau. Dạ đúng rồi. Xây đắp vun đắp mà không được là chia tay. Dạ, để sớm bớt đau khổ. Dạ đúng rồi. Em ha. Dạ. À, ở một mình cho nó vui. Cho nên là đến giờ phút này vẫn ở một mình. Dạ đúng rồi. Tức là yêu là tiến tới luôn á hả? Dạ. À còn bên đây theo em thì nó yêu rồi em có nghĩ là tiến tới không? Em cũng nghĩ vậy. À. Nghĩ vậy luôn, yêu xong là cưới luôn. Yêu cưới luôn. Chứ đó giờ em có mấy mối tình rồi? Cũng 2-3 mối tình rồi. 2 mối tình sẽ chưa tiến tới. Quen nhau xong mình tìm hiểu rồi không có phù hợp với nhau quá. À, bên kia thì người ta nói rất là rõ ràng về cái mẫu người phụ nữ lý tưởng là phải cân đối rồi 3 vòng rồi này kia, thì em có cái tiêu chuẩn gì cho mình về người đàn ông lý tưởng của mình không? Em thì em không có cần phải đẹp trai, thật sự cái tuổi của em thì em không còn mê đẹp trai nữa. Ừ. Dạ, nhưng mà em cần á là phải có một người hiểu biết nhiều làm cho em nể. Thà nói đại cao to mập lùn á thì chị Cát Tường còn dễ tìm kiếm đem về giới thiệu cho em, chứ mà em hỏi mà một người để em nể thì cái này là hơi khó. Thôi được rồi, để biết em có nể hay không thì để chị coi chị có nể hay không á đã. Dạ. Nếu chị nhìn mà chị thấy chị nể thì chị hy vọng là em sẽ nể. Dạ. À. Em rất là hy vọng vậy. 2-3. Trời ơi, em nhìn ảnh mà cái mép anh giật nè. Cái gì vậy? Sao vậy? Căng thẳng quá, rung quá. Đừng có nói nhìn xong rồi ảnh chọn Cát Tường nha. Thôi, dù sao cũng cảm ơn em rất là nhiều. Bởi vì em đã đưa chị lên làm cái mẫu người phụ nữ lý tưởng của em. Chân thành cảm ơn em. Chị về bên đó chị sẽ nói thêm chút, mặc dù em không có được như vậy. Chị đùa một tí thôi, cái nói chung là sau khi mà chị lướt qua một cách sơ bộ đó thì chị thấy là người đàn ông bên đó cũng có thể là người đàn ông để cho em dựa dẫm nể một tí. Còn sự thật hư như thế nào thì phải chính mắt em xem mới được. Rồi tới anh để từ anh hỏi em, nãy giờ em cảm nhận người phụ nữ bên kia như thế nào, đúng cái mẫu người của em không? Là cũng đúng à. Nhưng mà theo em có sexy không? Chưa thấy nên không biết. Cảm nhận nghe tiếng nói thôi. Sao em thấy bên đó căng thẳng quá. Có thể người tiêu chuẩn mà đi sexy nha. 3 vòng bằng nhau nha. Để em coi. Kính đáo không có nghĩa là không sexy nha. Hello em. Chuẩn luôn đó nha. Người rất sexy. Đấy. Cao ráo. Đấy. Hấp dẫn. Mà người đó là Cát Tường. Gì vậy? Bậy bạ không à. Nó chơi vui thôi. À, ủa em cận mấy độ? Dạ em cận hơi cao. Một bên là 425, một bên 475. Một bên 475 luôn. Dạ. Một người con gái rất là dễ thương, chững chạc. Một mẫu vợ, người vợ lý tưởng anh Linh. Nó tóm lại là anh thấy rằng những cái tiêu chuẩn của em đưa ra nãy giờ đó, cái này nói thật nha, tiêu chuẩn em đưa nãy giờ thì hình như là cũng chưa có đáp ứng được. Vấn đề chúng ta sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt với nhau để xem cái duyên có đến hay không. Dạ. Mà được không được là bên đây thẳng thắn lắm á nha. Đúng được rồi. Là coi như tiến tới, yêu không là được cưới. Là chia tay sớm mất đau khổ. Không cưới là không yêu. Đúng. Rồi xin mời bạn quay mặt qua đây. Chứa từ từ, giật mình. Bạn trai bên đây hay giật mình lắm nha. Màn kéo lên. Cái gì vậy? Mời bạn. Sao vậy? Khoan, nhìn từ từ bên nó thôi. Rồi mời bạn qua. Nhìn đi. Các bạn có 2 phút nhìn nhau và bấm nút. 2 phút bắt đầu. Em chào anh, rất vui được gặp anh. À, anh cũng vậy. À, anh ở quận 5, còn em ở đâu? Em ở quận 1. Ok. Dạ. Yeah. Anh bớt căng thẳng nha. Dạ, yeah, anh có căng thẳng đó. Em thấy anh hơi căng thẳng. Yeah. Anh thấy em thế nào? Rất là dễ thương. Thì như là, cái như là anh nghĩ không? Gần như vậy. Dạ. Yeah. Chỉ có cái em không sexy như anh nghĩ. Không, sexy thì có phải là đúng không? Nhìn bề ngoài mà phụ nữ thì cũng như quyến rũ là được. Sexy, yeah. Anh không ạ? Dạ. Yeah.
giống chị Tường không? Chắc chắn không bằng rồi. Sau bữa gặp mặt này em có thể mời em đi ăn hoặc là đi coi phim. Dạ, em rất sẵn sàng. Ok. Dạ. Yêu là cưới đó nha, nhớ nha. Chứ phải giỡn chơi đâu nha, hứa đại nha. Mình cũng có tuổi rồi, mất thời gian lắm. Dạ, được thì rồi. Tiến tới được dạ. Thì thôi mình dạ. Tìm cơ hội khác em mà. Dạ, dạ. Đúng rồi. Nhanh lên, còn có 30 giây thôi, nhanh. Dạ. Bà này là có nhiều suy nghĩ khác với hình tượng của bạn lắm đó. Dạ. Thôi nghỉ chơi hết thời gian hết rồi. Hết giờ, hết thời gian thiệt. Không còn nhiều thời gian. Cái gì mà anh cứ đưa cái ót vô người ta hoài vậy anh Linh? Anh kỳ cục ghê vậy đó. Bây giờ hết nhìn nhau rồi, bây giờ các bạn sẽ có 3 khắc thôi để quyết định điều đó. 1 2 3. Rất là nhịp nhàng và rất là đồng điệu. Cùng một lúc, không trước không sau gì cả. Em phát biểu một cảm xúc là tại sao mà em nhấn nút. Chị thấy người cái bếp, giờ này mà cái bếp vẫn còn giật giật gì nè, nó rung quá. Rung quá. Em nghĩ sao mà em bấm nút chọn anh chàng này? Anh cưới luôn hả hay sao? Nói chung là em thấy ảnh có một cái gì đó mà hơi nhút nhát tí. Nhưng mà cái là em lại thích như mọi người đàn ông như vậy. Còn bạn sao? Nãy bạn đưa ra tiêu chuẩn khác rồi gặp người khác tự nhiên cũng nhấn nút là sao? Bạn thấy bạn mới nhìn thấy cũng bạn gái dễ thương, nút vàng da trắng. Đẹp kiến cái ngọt ngọt. Ngọt dạ? Ngộ là sao em? Dạ. Đẹp kiến mà em thấy ngộ ngộ là ngộ cái chỗ nào? Bạn yêu gì ngộ hay là yêu gì? Bây giờ nhìn nè, mình trao nhau một cái nắm tay cho nó ấm áp chứ. Thế chị nắm... thấy bên kia giật hoài kìa em nắm tay ghé cho nó. Đó, cái gì mà nó lộn xộn. Đứng bên đây, nắm bên đây thì đưa bên kia qua. Trời ơi, mới quen mà nắm tay chặt dữ ta. Bạn cảm nhận vì gì về cái nắm tay này? Lạnh mà ấm áp. Ủa lạ ta, lạnh mà ấm áp là lạnh, sao? Lạnh ở ngoài. Lạnh là lạnh bên ngoài mà ấm bên trong. Đó. Còn bạn nữ thấy sao? Cảm nhận gì cái nắm tay này? Thì em thấy bàn tay của anh rất là ấm. Rất ấm? Dạ. Có đủ che chở cho mình không? Em hy vọng là có. Hy vọng là có, bạn tôi cũng hy vọng như vậy. Và chị cũng xin thay mặt chương trình bạn muốn hẹn hò gửi tặng hai em một món quà. Và hy vọng rằng là lần này em đã tìm được một cái đối tượng có thể che chở bảo bọc cho mình. Và chị hy vọng rằng cái câu chuyện hẹn hò này sẽ dẫn đến một kết quả tốt đẹp nhất mà chúng ta đều hằng mong muốn, đó là kết hôn. Cảm ơn chị. Tính tình là nãy nói rồi phải không? Dạ. Rồi. Con ghét những cái gì ở người phụ nữ nè? Dạ, con thì không thích lừa dối, tính lăng nhăng. Ừ. Dạ. Rồi hết rồi không? Dạ, thì con chỉ muốn là khi mà quen thì cô ấy biết chăm sóc gia đình. Ừ. Dạ, biết nấu ăn nữa thì càng tốt. Ừ. Có lăng nhăng, có lừa dối không? Chắc không có đâu. Chắc chắn là không. Ai đi hỏi chắc vậy? Chắc chắn là không, đúng không? Phụ nữ ai lăng nhăng lừa dối, trừ khi người đàn ông ta như này kia thôi chứ, đúng không? Phụ nữ ta là tính chuyên lắm. À, gái. Dạ. Thích một mẫu người đàn ông lý tưởng thế nào? Như chú Nguyễn Linh. Như chú hả? Dạ. Đẹp hơn chú thì sao con? Chú Nguyễn Linh cũng đi mà đây. Nhưng mà chú. Người ta đẹp hơn chú thì sao? Càng tốt. Da người ta trắng hơn chú thì sao? Không, mà con không thích con trai da trắng lắm. Thấy chưa? Thấy chưa? Trời ơi, hồi xưa chú cũng từng là hot boy. Được lắm à, phải không? Bây giờ lớn tuổi thì nó cũng già cả, cũng xấu chứ. Chú Nguyễn Linh giống y chang như ba con á, là một người đàn ông của gia đình. À dạ, dạ. Rồi, cảm ơn con. À, con không thích điều gì đàn ông nè? Nói chung là người của gia đình, sau giờ làm thì anh có thể về nhà phụ giúp con nấu cơm. Dạ. Thích nấu cơm? Có phụ nấu cơm được không? Dạ được, con cũng biết nấu chút, cho phụ giúp việc nhà. Rồi, dạ, sẵn sàng chia sẻ với bạn nữ trong công việc gia đình. Lên biết nấu cơm không? Hả? Lên biết nấu cơm. Trời, vậy nấu cơm không biết thì bỏ. Vậy hả? Đổ gạo vô, đổ nước, bấm điện. Em trai sẽ giới thiệu lớn lên cho bên nhà gái nghe luôn nha. Cách cái hàng rào nhưng mà mình cảm nhận từ bây giờ đi. Rồi chúc mình gặp chị gỡ nó sao. Dạ. Bắt đầu đi em trai. Dạ. Lời đầu tiên xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào thân ái đến chú Huyền Linh và rồi. Cô Hồng Vân cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Chào bạn nữ dễ thương phía bên kia. Dạ, con xin được phép tự giới thiệu. Con họ tên là Nguyễn Hữu Toàn. Dạ, con sinh năm 1996. Năm nay con 25 tuổi ạ. Hiện tại con đang sinh sống và làm việc ở tỉnh Bình Dương ạ. Con làm gì? Dạ, con là một kỹ sư cơ khí ạ. Dạ, ở công ty của con thì chuyên sản xuất các linh kiện cơ khí chính xác. Cơ khí tức là con cụ thể con làm gì Toàn? Dạ, các linh kiện cơ khí ở trong các chi tiết máy hay là trong các vỏ điện thoại đâu ạ. Dạ. Thì kỹ sư cơ khí đó. Dạ. Rồi kỹ sư cơ khí tên Toàn ở Bình Dương. Rồi. 26 tuổi. Rồi. Mời nhà gái. Con, không rung con. Nắm tay cái nè, truyền năng lượng. Rồi,
con nói lớn lên coi nè. Dạ. Lời đầu tiên con xin gửi lời chào đến cô Hồng Vân, chú Quyền Linh và bạn nam bên kia. Con tên là Phạm Như Quỳnh, con năm nay 24 tuổi, hiện tại con đang làm nhân viên văn phòng ở Hồ Chí Minh. Nhân viên văn phòng dạ. ở Hồ Chí Minh. Dạ đúng nhưng rồi. Mà con làm ở quận mấy? Dạ hiện tại con đang làm ở quận 3. Quận 3 còn con ở quận mấy? Dạ ở Tân Bình ạ. Ở Tân Bình, Tân Bình về Bình Dương có xa không nhỉ? Chắc cũng đi đường tắt không có xa. Không xa. Đi đi đường Củ Chi ha. Dạ. Đi qua cầu gì đó. Cầu Sạch Sa, cầu Cường gì đó. Phú Cường. Phú Cường. Dạ. Đúng rồi. Mình có điểm mạnh điểm yếu gì nói cho nhà gái biết luôn đi. Dạ thì điểm mạnh của con thì theo mọi người nhận xét con là một người vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm và giúp đỡ mọi người. Con thì không biết hút thuốc, rượu chè hay là cờ bạc. Thì đôi khi thì con chỉ uống vài ly để xả giao thôi. Vậy là tốt rồi. Về điểm mạnh, còn điểm yếu? Dạ, điểm yếu của con thì con hơi ít nói. Dạ, chứ hay quên nữa. Con hay quên. Kỹ sư hay quên là mệt lắm à. Dạ. Rồi, con cũng rất là nhát gái. Nhát gái hả? Thì đôi khi thì con cũng suy diễn thái quá nữa. Suy diễn thái quá là sao? Suy diễn, con bị suy diễn suy hả? Suy diễn thái quá là sao? Dạ, ví dụ như là khi mà con gọi điện hay nhắn tin cho ai á mà con không thấy họ trả lời thì con suy nghĩ là không biết là người họ họ, ghét họ có ghét mình không, họ rồi có thù mình không, họ như thế nào đấy với mình mà họ không nghe điện thoại. Chắc là qua họ giận mình lắm này kia đúng không? Dạ. Rồi mai mốt có người yêu á, rồi là con lại nghĩ là hay là cổ đi với người nào này kia nọ hay sao? Dạ đúng mà. Đâu quay qua đây cô coi coi nè, cô coi coi hai bên. Trời ơi đẹp trai à. Sáng láng. Bây giờ ra đây tôi nói. Sao? Đi ra đây. Ra đây. Này không có hòa bình với ông được, cái gì? Bắt buộc phải gây lộn nha. Là gì? Thì đắt tôi muốn gây với ông vậy đó. Ủa tự nhiên kêu gây vậy? Tôi đang làm mai làm mối gây gì trời? Tôi thích vậy đó được không? Đàn trai tôi đang ngon lành tự nhiên. Ủa đàn gái tôi cũng ngon à? À, đàn gái con dạ. Nói điểm mạnh điểm yếu của mình con đi con. Chào chú Hoàng Linh. Trời ơi, xinh quá. Dạ. Nè. À, giờ con nói điểm mạnh điểm yếu của mình đi dạ, con. Điểm mạnh của con là người có lập trường vững vàng. Độc lập. Hòa đồng vui vẻ. Điểm yếu là gì nè? Điểm yếu chắc là cũng giống bạn em bên kia là ít nói. Ít nói. Không, con có suy diễn không? Bạn kia cái điểm yếu nhất của bạn là bạn suy diễn á, con có suy diễn không? Dạ chắc cũng hơi hơi. Hơi hơi, hai đứa cùng suy diễn. Linh hơi mệt lắm đó. Mệt lắm luôn. Hai đứa suy diễn mệt lắm. Cái nào mà quên gọi điện thoại mà không nghe đó, bắt đầu là không biết ông làm gì, ông đi với ai đây, không biết ông nghe. Còn cái người mà thấy gọi hoài, mà cái gì đó gọi gì đây? Có vấn đề gì đây không? Rồi lúc đó căng lắm luôn á. Căng thẳng nha. Rồi bớt cái suy diễn đi nha. Đúng rồi, hai rồi. Đứa đều phải bỏ cái đó đi. Nói chung là bữa nay đàn trai cũng là trai tài gái sắc nha. Đúng, chính xác là trai tài gái đúng sắc. Đúng rồi. Tôi phấn khởi rồi đó. Phấn khởi nha. Nhìn sống mũi nhà gái thôi tôi hết hồn hết vía rồi. Nó đã sao đâu. Nhìn gái dáng vẻ thon thả gì đâu. Sao mẹ bỏ cái chữ thon thả đi. Mình tập thể dục thể thao sao mà nó thon thả xong là qua chữ mập đó mọi người. Bực mình. Ý là muốn mà mối đẹp thôi, thấy không? Ráng tập chút xíu cho nó thon thả này kia. Tập được, tao đã tập rồi. Tập đi. Không được. Bữa nào theo tôi tập đi. Nó không xuống xuống. Không xuống luôn. Cỡ ráng, nào cũng ráng xuống. Cho nó xuống đi mà cho nó đẹp. Thôi nín đi. Nói nghe nè con. Dạ. Con thích cái người con gái đi bên cạnh cuộc đời của mình có một cái dáng vẻ như thế nào? Tính tình ra làm sao? Dạ thì con thích một người có cái ngoại hình là cân đối. Dạ. Cao trên 1m52 là đủ rồi. Đó luôn đó. Nói chuyện dễ thương. Dư sức luôn. 1m55 lận ông ơi. Dạ. Cô ấy vui vẻ, hòa đồng, đó, biết quan tâm người khác. Dạ. Ngoại hình cái mặt mũi sao? Nhìn trên khuôn mặt của một người con gái là con thích nhất là nhìn ở đâu? Mắt, dạ mũi, miệng. Con thích nhất là nhìn đôi mắt dạ đôi mắt là ta, tóc tâm hồn. Tóc dạ tóc. Vậy là con muốn tóc dài hay tóc ngắn hay tóc quăng hay là tóc thẳng? Dạ tóc hơi dài à. Thẳng hay quăng nè? Dạ hỏi gì cái gì hỏi gì tới quăng thẳng kệ tôi. Tôi muốn thấy tóc là dạ được tóc rồi. Dài là được. Tóc dài là được rồi. Dạ. Tại vì tóc dài mà thẳng nó sẽ đẹp hơn là tóc dài mà quăng. Tại tóc dài quăng tóc sẽ bự lắm, xù ra lắm. Xù nó có hơn. Đẹp của xù chứ. Thì bây giờ ta đang hỏi nè. Ta thích tóc là được rồi mà mối làm khó quá. Tôi đâu làm khó đâu, tôi đang hỏi bên đây để tôi coi bên đây đáp ứng được bao nhiêu phần trăm mà. Dáng dốc làm sao, phụ nữ thích dáng dốc làm sao? Nín đi. Cô nghe đủ rồi, cô nghe dạ. đủ rồi nha. Rồi.
tính tình là nãy nói rồi phải không? Dạ. Rồi. Con ghét nhất cái gì ở người phụ nữ nè? Dạ, con thì không thích lừa dối, tính lăng nhăng. Ừ. Dạ. Rồi. Hết rồi phải không? Dạ, thì con chỉ muốn là khi mà quen thì cô ấy biết chăm sóc gia đình. Ừ. Dạ, biết nấu ăn nữa thì càng tốt. Ừ. Có lăng nhăng, có lừa dối không? Chắc không có đâu. Chắc chắn là không. Ai đi hỏi chắc vậy? Chắc chắn là không đúng không? Phụ nữ ai lăng nhăng lừa dối đi. Trừ khi người đàn ông người ta như này kia thôi chứ. Đúng không? Phụ nữ ta chính chuyên lắm. Nè, gái. Dạ. Thích một mẫu người đàn ông lý tưởng thế nào? Như chú Nguyên Linh. Như chú hả? Dạ. Đẹp hơn chú thì sao con? Chú Nguyên Linh cũng đi. Nhưng mà người ta đẹp hơn chú thì sao? Càng tốt. Da người ta trắng hơn chú thì sao? Không, mà con không thích con trai da trắng lắm. Thấy chưa? Thấy chưa? Trời ơi, hồi xưa chú cũng từng là hot boy. Được lắm à, phải không? Bây giờ lớn tuổi thì nó cũng già cả, nó cũng xấu xí. Chú Nguyên Linh giống y chang như bà con á, là một người đàn ông của gia đình. Rồi, cảm ơn con. Con không thích điều gì đàn ông nè? Nói chung là người của gia đình, sau giờ làm thì anh có thể về nhà phụ giúp con nấu cơm. Thích nấu cơm. Có phụ nấu cơm được không? Dạ được, con cũng biết nấu chút, phụ giúp việc nhà. Rồi, dạ, được rồi. Sẵn sàng chia sẻ với bạn nữ trong công việc gia đình. Linh biết nấu cơm không? Hả? Linh biết nấu cơm. Trời, vậy nấu cơm không biết bỏ. Vậy hả? Đổ gạo vô, đổ nước, bấm điện, chín khách. Là xong. Đơn giản. Linh biết nấu mấy món. Hồi xưa ta nấu bếp củi ha, rồi nấu bếp trấu ha, rồi nấu bếp than ha. Rồi nấu bằng lá dừa, nấu bằng rơm, nấu đủ thứ. Cơm ăn ngon lành, chỉ hơi mùi khét. Rồi, hôm nay con đi với ai vậy? Dạ, hôm nay con có tới với bạn đồng nghiệp cùng cơ quan của con. Hàng, tôi hỏi chút xíu về đàn gái nữa. Dạ. Gái xinh đẹp quá, không mấy mối tình nè. Dạ, con từng trải qua 2 mối tình. 2 mối rồi hả? Dạ. 2 mối à? Dạ. Năm nay 24 tuổi á. Dạ. 2 mối vậy là cái mối dài nhất là mấy năm? Chắc là 1 năm con. 1 năm hả? Dạ. Là mới đây chia tay lâu chưa con? Dạ, cũng cách đây 1 năm. Chia tay cách đây 1 năm. Dạ. Có sâu đậm lắm không? Con nghĩ chắc là không có sâu đậm lắm. Tại vì anh chắc là hai bên chưa có thật sự hiểu nhau. Nên là tụi con quen một thời gian thì hai bên im lặng. Thì sau 1 tháng thì anh lại có người mới. Dạ. Mới im lặng 1 tháng thôi có người mới rồi hả? Cái gì lạ thiệt. Mấy mối tình này. Dạ, chú hả thì con cũng hay hoặc là con chưa có trải qua mối tình hết à. Chưa có luôn hả? Dạ, thì thời đi học thì con chỉ có thích 2 bạn do tính con hơi nhát, con cũng không có nói ra. Thôi, con nắm tay bạn gái chưa? Dạ chưa, chỉ nhìn từ xa. Vậy là chưa có hôn nụ hôn đầu tiên nào phải không? Dạ chưa. Trời, nhát dữ vậy trời. Vậy là con sao, con có nụ hôn đầu tiên chưa? Dạ có rồi. Có rồi, vậy là con phải là người hướng dẫn đó. Trách nhiệm của con nặng nề lắm đó nghe. Rồi, đề nghị đàn trai là cái này mạnh mẽ lên chút xíu nha. Dạ. Có nụ hôn đầu tiên trong chương trình Bản Mối Hò nha. Ừ. Cố gắng lên. Rồi hôm nay đàn xin mời nhà gái có nhà gái đi với dạ. Với bạn bè đúng không? Bạn bè hả? Alo đi con, alo đi, alo. Hello. Rồi. Dạ con chào chú Nguyên Linh, cô Hồng Quân, bạn chào hai bác. Con tên là Thủy á, thì con là đồng nghiệp của bạn Quỳnh. Thì hôm nay là con đến đưa cô buổi tinh thần cho bạn Quỳnh. Thì con thấy là anh bên này thì anh cũng hiền lành nhưng mà anh hơi nhút nhát thì bạn Quỳnh em cũng hơi nhút nhát. Thì em biết là giữa khi mà trong quá trình tìm hiểu ấy thì em mong là anh chủ động hơn một tí. Tức là bạn em nó cũng hiền lắm. Rồi, dạ em cũng muốn là cho anh với bạn em thì có một cơ hội tìm hiểu nhau. Không chủ động mới chưa có người yêu ế tới giờ đó. Rồi dạ. Đi với ai? Dạ hôm nay em đi với ba mẹ chị và các anh chị đồng nghiệp ở nhà luôn ha. Trời, một rồi chào nhà trai luôn. Rồi dạ, xin mời chú có dạy ý kiến chú. Kính thưa chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, kính thưa MC Quyền Linh, kính thưa MC Hồng Vân. Dạ em xin chào. Thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là cha của cháu Nguyễn Hữu Toàn. Thì hôm nay đến dự thì gồm có cha mẹ và chị và các bạn của Hữu Toàn. Thì đứng về góc độ nhận xét á, thì cháu Toàn ở nhà rất là hiền. Nói chung là cháu ngoài giờ là làm việc thì về nhà chỉ là
tìm hiểu trên cái máy tính những cái công việc của cháu. Rồi ngoài ra thì cháu cũng có phụ giúp gia đình công việc ở nhà. Rồi về cái góc độ mà nhận xét của cháu Quỳnh bên đây thì nói chung cái tiêu chuẩn của hai cháu đưa ra thì nó cũng gần như là tương đồng, gần như là giống nhau. Thì sắp tới đây thì cũng muốn là chương trình là hai cháu cũng tạo điều kiện để mà quen biết nhau. Xin hết. Rồi, cảm ơn chú nhiều nha. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Thôi dạ. Như thế nào nha. Mở rào. Mạnh mẽ lên Toàn, chủ động lên nào. Tấn công. Bắt đầu đi Toàn. Chào em ạ. Hôm nay lần đầu tiên gặp em thì anh cũng có món quà để tặng em. Đây là đóa hoa lavender. Đóa hoa này nó cũng tượng trưng cho cái tình cảm của anh, nó rất là nhẹ nhàng và ấm áp. Anh hy vọng là nó sẽ giúp em có cái tinh thần thật là thoải mái và thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Dạ, em cảm ơn anh. Nói rất là hay luôn, mặc dù là chưa có người yêu. Anh gửi em. Dạ. Thì em cũng có một món quà, đó là một quyển sách mà em rất là tâm đắc. Thì em có ghi một vài câu mà em tâm đắc ở trong cuốn sách. Thì anh có anh xin phép đọc rồi. Dạ. Đúng rồi, đọc đi. Đâu đưa cái bông lavender đây. Để đây, để đây. Ôi ôi. Nhẹ nhàng và ấm áp. Ở đây. Dạ. Dạ con xin phép ạ. Theo trích dẫn thì hãy nhớ cách duy nhất để có thể tìm thấy hạnh phúc là đừng mong đợi được biết ơn, mà hãy cứ cho đi và vui hưởng niềm hạnh phúc từ việc làm ơn ấy. Làm gì có đau khổ nào mãi không dứt được, làm gì có cảm xúc tiêu cực nào mà không thể nguôi được. Nếu bạn mất đi một điều gì đó, ông trời nhất định sẽ bù đắp khoảng trống cho bạn. Vì cuộc sống này có quy luật bù trừ mà, đừng bi quan, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc. Cuộc đời này giống như một cuốn sách vậy, nó có thể ngắn nhưng nhất định phải hay. Yeah. Rất là hay, cảm ơn. Yeah. Không biết là anh đã đọc cuốn sách này chưa? Mình thì rất thích những cuốn sách mà bestseller vậy, mà mình thì chưa đọc cái cuốn này. Yeah. Mình xin rất là cảm ơn. Con hơn người ta 2 tuổi mà mắc gì con phải mầm mình, con xưng anh. Dạ. Tại con thấy xưng mình nó ấm áp. Anh dạ. Đi, anh đi cái level mình nó ấy, cái kèo trên hơn con. Anh xin cảm ơn em. Dạ, yeah. Em cũng phải cảm ơn. Rồi. Mời hai bạn về ghế rồi chúng ta trò chuyện đi. Đối diện, đối diện nhau. Đi, dạ. Đối diện đi con. À, cảm nhận về nhau thế nào? Chào em. Dạ. Cho anh xin phép được hỏi em trước nha. Dạ. Em khi mà em hồi nãy em nghe anh nói chuyện đấy, rồi em gặp anh thì em có suy nghĩ như thế nào về anh? Em thấy anh cũng giống như mẫu người mà em mong muốn. Dạ. Thì hồi nãy thì anh có nghe em nói là em không thích người con trai da trắng cho lắm. Yeah. Thì anh nghĩ là trắng thì có lẽ là nó khó đó, còn đen thì chắc anh nghĩ là dễ lắm. Yeah. Yeah. Thì em thấy con trai da hơi ngâm ngâm thì nó có chút mạnh mẽ hơn. Dạ. Yeah. Con hỏi đi, nếu vậy giờ em có cần anh phải đi phơi vậy nắng hay không? Con hỏi vậy, vậy em có muốn anh là phơi nắng cho đen bớt không? Không, em nghĩ da trắng như anh á thì ra nắng thì sau một thời gian nó cũng trắng lại à. Dạ. Kiểu như nó nhanh trắng lại á. Tại vì lúc trước thì em còn có một bạn nam thì có học cùng chung lớp á, thì bạn nói da cũng rất là trắng, nhưng mà bạn đó ra nắng thì da nó còn trắng. À. Dạ. Ý bằng nói là da trắng quá nhưng con thử bột thì ngâm ngâm đen chút, mạnh mẽ chút. Dạ. Hồi đó con cũng đen á, mà tại hồi vô làm công ty trong văn phòng á nhiều á thì nó lại trắng lại. Mặt này đâu có trắng lắm đâu. Con chỉ trắng so với chú Quyền Linh thôi. Còn con thử đứng gần cô coi làm gì có cửa. Không có. Yeah. Da này là ok rồi. Thôi kệ mấy người nặng ký nói chuyện đi con. Dạ. Yeah. Chú Quyền Linh là hơi bị đen. Đó là cái góc nhìn của cô. Con hiểu không? Da đó là được rồi, ok, đâu có trắng lắm đâu. Da đẹp. Mình thôi tập trung cho hai đứa nó đi. Nói thì chuyện đó thì nói vậy đó. Ừ. Tập trung hai đứa nó. Hai đứa nhỏ bắt đầu tiếp tục. Thì không biết là hiện tại anh đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương không? Đúng rồi, anh sinh ra ở Bình Dương luôn. Và hiện tại anh đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Dạ. Em thì hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Em ở Tân Bình, em đang ở quận Ma. Thì không biết
Dạ. Em làm ở quận 3 à? Dạ, anh có cô ở quận 3 đấy, ngay đường Bàn Cờ. Dạ, không biết là cô anh ở đường nào? Anh ở gần ngay chợ Bàn Cờ luôn á, Nguyễn Hiền Thuật. Dạ. À, thì khoảng vài tuần là anh xuống dưới nhà cô à. Vậy dạ, là anh có thể qua gặp em được đấy. Dạ. Rồi, bây giờ là mình hẹn hò thế nào, tuần mấy lần gì đó. Dạ. Trao đổi đi. Thì không biết là anh ở Bình Dương đó thì một tuần anh có thể xuống Hồ Chí Minh mấy lần? Bình Dương với thành phố thì cũng gần, anh có thể là xuống gặp em 2-3 lần gì đấy. Còn ngoài ra thì khi nào em cần thì anh sẵn sàng có mặt thôi, chứ không phải khoảng cách không phải là vấn đề đối với anh. Dạ. Nếu như muốn thì mình sẽ có cách. Dạ. Dạ. À, nếu như sau này hai đứa đến với nhau thì chúng ta sẽ phát triển kinh tế thế nào, ở đâu, thử coi. Dạ. Hoạch định tương lai. Không biết là em có muốn về Bình Dương mình làm việc và sinh sống không? Nếu mà em và anh tìm hiểu thì sau một thời gian nếu mà tình yêu đủ lớn thì em sẽ đồng ý về Bình Dương. À. Dạ. Trời, Bình Dương bây giờ phát triển lắm con ơi. Chuẩn bị trời lên thành ơi. Phố đó. Bình Dương giờ đẹp lắm luôn. Bữa cô mới xuống quay cô hết hồn luôn. Đất dưới mắt lắm á. Rồi, bây giờ nè, tiếp tục nữa. Bây giờ mình hỏi bạn gái coi khoảng bao lâu thì tụi mình có thể bước tới tương lai kết hôn đó. Rồi kết hôn xong thì tiền bạc ai giữ, rồi sinh con trai sinh con gái, quan điểm của mọi người đó, trao đổi đi. Không biết là em dự định là khoảng bao lâu nữa mình sẽ lập gia đình không? Dự định của em thì tầm 1-2 năm nữa. À, nó cũng trùng với dự định của anh. Tiếp tục, quan điểm của em về con cái. Theo anh, quan điểm tình yêu của anh là gì? Quan điểm của anh thì về tình yêu thì khi mà hai người mà xảy ra cái vấn đề mâu thuẫn gì đó thì anh muốn là cả hai sẽ cùng nhau giải quyết, chứ không phải là trách móc hay là đổ lỗi lẫn nhau. Vì anh tin rằng là không có ai là hoàn hảo cả, thì sẽ không phải là yêu nhau chỉ thích những cái mà ưu điểm của nhau, mà chúng ta phải biết chấp nhận những cái khuyết điểm và cùng nhau vì nhau mà chúng ta khắc phục những cái khuyết điểm đấy để làm sao cho chính mình ngày càng tốt hơn. Phiên bản của mình ngày mai phải tốt hơn ngày hôm nay và trong quá khứ. Bây giờ hai đứa khuyết điểm nhất là cái suy diễn đó, cả hai cùng suy diễn luôn á. Dạ, chắc lấy đọc chị đọc. Lấy đọc chị đọc hả? Dạ. Anh cho em hỏi là anh có hay ghen không? Chừng nào mà để anh suy diễn thì anh mới ghen thôi. Anh thì cũng không ghen lắm đâu. Dạ. Hỏi ngược lại đi, em có ghen không? Còn em như thế nào em? Dạ, thì nếu mà anh đủ tin tưởng, anh nói chung là cách thể hiện của anh làm cho em đủ tin tưởng thì chắc là không có ghen. Rồi, bây giờ Toàn bước tới nắm tay bạn gái ha, hát tặng một bài hát nào đó thật tình cảm nào. Dạ. Chết. Dạ. Thì hôm nay anh cũng có món quà, một bài hát dạ. Tặng em và mọi người trường quay. Dạ. Đó là bài Nắm Lấy Tay Anh ha. Dạ. Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi, đến tầng cuối cùng. Từng giây phút trôi, ánh mắt ra ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh cảm ơn đời này, đã mang em về bên mình để rồi. Mỗi sớm mai, khi thức dậy, em nói rằng em yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt và giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Bạn gái đáp lại đi. Dạ, hôm nay con đến đây thì con cũng có một bài hát và xin tặng anh với lại cô chú Hiền Linh. Đó là bà Nếu Được Lựa Chọn. Nếu bây giờ được lựa chọn một lần nữa, thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ
Nói chung là hai đứa hợp nhau vì chuyện hát hò đó. Bây giờ Toàn nhìn thẳng vào mắt bạn gái, nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình về cuộc nói chuyện ngày hôm nay và mong muốn điều gì. Tuy đây là lần đầu tiên anh gặp em, nhưng là đó cũng là do cơ duyên. Thì anh hy vọng anh và em sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và lắng nghe nhiều hơn, vì và đồng hành với nhau qua những cái chặng đường khó khăn ở phía trước. Thì anh tin rằng là đi qua những ngày mưa chúng ta mới yêu thêm những ngày nắng này. Thì giống như anh nói thì em với anh đến đây cũng là một cơ duyên. Thì mình cứ cho nhau một cơ hội nào đó để cùng tìm hiểu. Nếu về lâu về dài, nếu mà được thì chúng ta sẽ cùng tìm tới hôn nhân. Rồi, về ghế ngồi đi các bạn. Rồi, đây con. Dạ. Có nhắn nhủ, nháy nhó, bấm nút không giờ? Để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định đây. Cuối cùng. Đó, nút ở đâu vậy chú? Trái hết rồi. Ngồi sâu vô trong. Để tay đây. Để tay lên trên đây nè. Hạ người xuống. Đó. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ đưa ra quyết định. 1 2 3. Trời ơi, nó bấm đồng điệu luôn. Bấm rất đều với nhau. Trái tim cùng đỏ ao luôn. Ôi. Chính thức là các bạn đang hẹn hò với nhau. Nắm tay đi con. Đó, bây giờ coi như hôm nay là có gia đình của bạn gái đang xem chương trình ha. Mình xin phép gia đình bạn gái với gia đình của mình, hai bác với ba mẹ, cho tụi con hẹn hò với nhau và hứa với người lớn những gì đi. Đúng rồi, với lại xin luôn nụ hôn đầu tiên của bạn này. Trời, con phải cảm nhận toàn. Nha. Dạ. Nha. Xin nha. Nhìn ống kính kìa, gia đình của bạn gái đang xem đó. Dạ. Kính chào hai bên gia đình ạ. Thì con xin hứa là sẽ quan tâm và chăm sóc bạn, em bằng tất cả trái tim và trách nhiệm. Dạ. Hôn luôn con. À, xin rồi là hôn luôn. Dạ, con xin phép. Hôn đầu tiên đó. Từ từ chứ, không được. Đúng rồi, hôn lẹ quá. Đầu tiên mà gì là không ấn tượng. Từ từ nha, hôn đầu tiên nó phải ấn tượng. Để hôn lại hả? Hôn lại. Lâu lâu nha, để từ từ. Rồi, để vô. Để nguyên nha, để nguyên, hít vô. Làm lại coi chứ được con, trời ơi. Thôi chú. Lặng vô. Trụ lộng vô nãy dạ. Gái nó không có một lần đó. Có cái cặp kia cái bạn nam á, bạn rất là khôn nha, tại vì hôm bên đây hai cái micro nó đụng á, không có đụng được cái bản dòng bên đây đó, cái bên đây không có dính micro qua bên đó nụ hôn đầu tiên nó phải ấn tượng, không phải ấn tượng là không được đó. Còn nói đó. Vậy mà con còn chưa hiểu nữa đó, dòng đây rồi đó, không đi dạ trời, nghe rồi đó. Nghe cái chốc dễ thương lắm. Cặp đôi này với sự hỗ trợ của hai bên gia đình á, hy vọng rằng hai đứa sẽ cố gắng chăm sóc mối tình mình cho nó đẹp nha. Yeah. Và đi đến một kết quả tốt đẹp. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất nha. Dạ, yeah. Yeah, con cảm ơn chú, con cô. Cảm ơn. Yeah.